Rồi, hello cả nhà của mình nha. Hôm nay em Hiếu nhà mình đây lên sóng cho bọn em một em style da dép 125 dép rồi nha em. Này là xe thanh lý hải quan, hồ sơ cầm tay nha, bao anh em rút nhập toàn quốc nha em. Trục trặc mà mình trồng đủ tiền nha, không có bởi vì thì là nha em ơi. Đó. Con này là mình dọn style của đời thấp nha. Ai tín đồ có dòng mẫu này thì liên hệ trực tiếp số thảo của em nha anh em. Bán con giá con này là 330 mấy triệu nha. Đó. Xe cực đẹp luôn nha anh em. Quay từng chi tiết cho anh em xem nha. Dọn full nail từ trong ra ngoài hết, đẹp kỹ từng chi tiết một nha anh em. Theo trước sau zin da dép nha, lòng zin, bôi zin, phun lòng zin lửa, phun zin lòng lửa tại da dép hết nha anh em. Mẫu này là cực đẹp luôn nha anh em, mẫu này mà mẫu 2021 nha. Mát tô nha nè. Rồi anh em nào quan tâm liên hệ trực tiếp số thoại của mình dưới phần thông tin nha. Chào anh em rất là nhiều nha nè. 330 mấy triệu nha, hồ sơ cầm tay sang tên toàn quốc nha nè.